một cái lò thanh của Samsung Thacman Cardon này, đó, một cái lò xúc Samsung Thacman Cardon và hai cái lò check để tạo hiệu ứng âm thanh vòm á. Thì những cái lò này thì nó không có bất kỳ một cái dây nào kết nối vào cái đầu này hết. À, với dòng người ngày hôm nay mình đang đến nhà anh Phương ở tỉnh Đồng Nai, đó, ở Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai. Thì ngày hôm nay mình có một trải nghiệm mới, đó là mình trải nghiệm một cái TV Wireless 8K đó, và một cái bộ dàn âm thanh này mọi người nè. Thì mình thấy một điều đặc biệt là bộ dàn này nó chỉ kết nối được TV này thôi, rồi là TV này nó chỉ có một cái cổng ra duy nhất, là mỗi cổng ra nó dẹp như thế này mọi người nè, một cái dây duy nhất đây, một dây duy nhất này từ cái TV này ra ra một cái đầu phát này, và bốn loa đây mọi người nè, một cái loa thanh của Samsung Thacman Cardon này, đó, một cái loa sub Samsung Thacman Cardon và hai cái loa check để tạo hiệu ứng âm thanh vòm á. Thì những cái loa này thì nó không có bất kỳ một cái dây nào kết nối vào cái đầu này hết, cũng như những cái loa này không kết nối vào TV này hết. Thì nó giống như là cái bộ này âm thanh truyền từ cái TV xuống cái bộ này rồi, thì từ bộ này nó sẽ kết nối Bluetooth giữa bộ này và cái loa sub, bộ này và cái loa thanh, bộ này và hai cái loa chén này, đó, thì nó đưa âm thanh ra đều luôn. Đó, thì mình trải nghiệm hôm nay như thế nào mình chia sẻ cho mọi người nha. Bây giờ mọi người sẽ cùng trải nghiệm thử âm thanh nha. Đó, ngày hôm nay thì mình anh Phương có yêu cầu mình là đem những bộ mixer xuống để anh karaoke vô cái dàn này có được không? Đó, thì mình có thấy là cái cổng là AT-in nè, mình xuống thử, có xem thử nó có được không, nhưng mà bộ này thì có đạo đĩa hoặc là chắc là những cái loa mà ví dụ như Kinect 450 có thể là cắm HDMI vào đây có thể được, nhưng mà là nếu mà từ mixer vào cái bộ này là không được rồi. Thì mình có hỏi anh chủ nhà là nói là nguyên bộ dàn này là 120 triệu đó mọi người. Đó, thì bây giờ mọi người sẽ nghe thử âm thanh như thế nào nhé. Thì cái này mình không có thấy cấu hình ở bên trong đây. Đây là cây loa thanh này mọi người nè. Đó, rất là nặng luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ thử vài bài nhạc để như thế nào nhé. Mình có hồi nãy mọi người, hồi nãy thì mình bấm tùm lum la xong nó bị mất cái tín hiệu, thì mình có gọi lên cái sự hỗ trợ của bên Samsung rất ok mọi người. Hướng dẫn mình là mình làm rèn rèn luôn. Đó. Chứ không là chắc mò hoài luôn chứ không không được, tại vì hồi nãy nó mất tín hiệu giữa TV và cái đầu này mọi người. Rồi. Bây giờ mình sẽ thử cho mọi người nghe thử một bài nhạc lót lét này nha. Nghe thử âm thanh như thế nào nha. Rồi. Bài nhạc nhạc say trên cuộc này. Sau thời gian thì nó uổng lo TV quá, ta chỉ cho một cái giải pháp duy nhất là từ cái bộ này qua bộ này rồi. Ok, bây giờ mình sẽ thử vào cái loa nhạc quyền. Đầu tiên là bộ này nó đặc quyền với cái dàn loa này rồi mọi người. Cái loa chép này người nó nghe chút xíu à, đó, nó để nó tạo hiệu ứng âm thanh vòm thôi, mà tiếng xúc này quá đạt đó mọi người, xúc này quá đạt.
lâu giờ mình nghe mấy cái lo kéo rồi những giờ lo nghe nhạc thôi, nhưng mà qua cái dàn này thì nó quá sống động ở trong một không gian phòng. Thì mình thử cho mọi người ở một cái kiểu khác nha, mọi người đeo ra nghe rồi vào nghe thử nhé. Rồi này, nãy là một cái kiểu nhạc lắm đấy, rồi bây giờ mình thử cho mọi người một cái bài nhạc EDM nữa nha. Thử mình nghe bài này nha, bài này mình ghiền lắm. Mình nghe thử cái tiếng chép rồi nha, tại vì hồi lúc thì Samsung của nó là cái đó thì vẫn có thanh vòn thôi. Ta thử tiếng chép nó ra đạt không?